Xin chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Khừa Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu ngày 19 tháng 5 2017, Dow Jones 20.804.84, With Today trừ 0.44% và Year Today cộng 5.27%.

cũng căn cứ vào thứ sáu 19 tháng 5 2017 và giá xăng là 2 đô la 346 một ga lông, căn cứ dự kiện từ công ty AAA vào thứ sáu 19 tháng 5 2017. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8923 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu, căn cứ vào thứ Sáu 19 tháng 5 2017. Tương đương 0.7671 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.89 đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc, và tương đương với 56.93 đồng rubble của Nga. Lãi suất một mortgage Theo công ty Mac thứ năm ngày 18 tháng 5, 2017, 30 năm cố định là 4.02% và 15 năm cố định là 3.27%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 13 tháng 5, 2017, có 232.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 4.000 so với tuần lễ trước đó đánh dấu 115 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 6 tháng 5 2017, Mỹ có 1 triệu 898.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 22.000 so với tuần lễ trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 11 năm 1988. Kinh tế Mỹ trong tháng 4 2017 đã cung cấp 211.000 việc làm mới, vượt xa mức 185.000 của sự kỳ vọng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 4 xuống mức 4.4% là mức thấp nhất kể từ tháng 5 2007. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần này thị trường chứng khoán của cả ba chỉ số đều đi xuống. Dow Jones giảm trừ 0.44%, Nasdaq giảm trừ 0.61% và S&P 500 giảm trừ 0.38%. Chỉ số Dow Jones xuống trở lại dưới mức 21.000, Nasdaq dưới mức 6.100. Cùng ngày thứ sáu, thị trường chứng khoán thế giới trở lại bình thường. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.19%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.47%. Shanghai Composite tăng cộng 0.02%. London FTSE 100 tăng cộng 0.46% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.39%. Thị trường chứng khoán trong tuần đã dao động mạnh, hậu quả của một tuần lễ có nhiều biến động chính trị khuấy động bởi phe cực tả và truyền thông dòng chính thiên tả. Dù vậy, giới đầu tư giàu có của Mỹ đã không hoảng hốt, không bán chứng khoán ra. Giới tư bản giàu có này nói rằng họ đầu tư không vì cá tính của ông Trump, trái lại họ đầu tư vì chính sách giảm thuế và tạo việc làm cho dân chúng Mỹ tại Mỹ qua chương trình hàng ngàn tỷ đô la nhằm trùng tu hạ tầng cơ sở như xa lộ, cầu cống, phi trường, vân vân. Ông Thomas Frost, đồng sáng lập của công ty đầu tư Frost and Frostwell Management, phát biểu rằng nhiều khách hàng của chúng tôi đã từng thấy thị trường thăng trầm trong bao năm khủng hoảng chính trị tin tức vịt Cổ có thể thay đổi thị trường trong ngắn hạn, nhưng yếu tố căn bản vẫn là lâu dài. Lợi nhuận làm cho thị trường di chuyển, chứ không phải những sự náo động. Giới siêu tư bản này còn nhận xét rằng, ngay cả nếu Tổng thống Trump không hoàn tất nhiệm kỳ Tổng thống của ông, sự đầu tư của họ vẫn tốt như thường với Phó Tổng thống Mike Pence đồng đô la tuần này xuống giá so với các đồng euro của liên hiệp âu châu đồng anh kim đồng doanh nhân dân tệ của trung quốc và so với đồng rapple của nga điều này hẳn nhiên không thuận lợi cho người mỹ đi du lịch âu châu á châu và các nước khác nhưng về kinh tế và đặc biệt là ngành xuất cảng hàng hóa mỹ sẽ thấp giá hơn trước dễ cạnh tranh với hàng hóa các nước khác do đó ngành chế tạo xuất cảng và du lịch có thể sẽ được thuận lợi hơn giá dầu thô đã điều chỉnh lên 50 đô la 53 cent một Euro ngày nay so với giá 26 đô la Euro hồi tháng 2 năm 2016. Sự kiện này sẽ giúp ích cho sự phục hồi của kỹ nghệ khai thác dầu và do đó cũng sẽ đẩy mạnh sự phát triển kinh tế Mỹ. Giá xăng hôm nay trung bình ở mức 2 đô la 346 một gallon tiếp tục ở mức vừa phải. Tình hình kinh tế tuần này đã ổn định hơn trước rất nhiều Đặc biệt là số việc làm trong tháng 4 đã đi lên và tỷ số thất nghiệp đi xuống chỉ còn 4.4%. Số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu và thất nghiệp lâu dài đã giảm rất đáng kể. Các chuyên viên nhận xét rằng người máy robot đã làm cho mất hàng triệu việc làm tại các cơ xưởng khắp nơi trên toàn quốc. Hiện có khoảng từ 6 triệu đến 7 triệu rưỡi việc làm hiện tại đang bị đe dọa sẽ bị thay thế bởi người máy robot trong thời gian 10 năm tới. Khoảng chừng 16 triệu nhân công, tức 38% lực lượng lao động thuộc ngành bán lẻ có thể bị ảnh hưởng. Công ty IBM đang kêu khoảng 40% của gần 400.000 nhân viên thuộc loại hiện đang làm việc tại gia trở lại làm việc tại văn phòng của công ty. Hiện chưa có lời giải thích chính thức từ IBM nhưng người ta đoán rằng IBM đang làm một quyết định tương tự như công ty Yahoo đã làm 4 năm trước đây. Thị trường địa ốc tại Mỹ hiện đang rất nóng, tạo rất nhiều cạnh tranh cho người mua nhà trong năm 2017. Giá nhà có nơi tăng trên 10% trong một năm qua. Nhiều thị trường địa phương nhất là Seattle, người mua gặp sự cạnh tranh trên nhiều phương diện, tương tự như thời kỳ bubble market của những năm 2005 tới 2010. Những công ty xây cắt nhà mới cũng đang gặp nhiều khó khăn thuê mướn nhân công. Người ta thấy xuất hiện rất nhiều bản thuê nhân công treo tại các building của các công ty xây cắt Kinh tế thế giới Thị trường chứng khoán Bovespa của Brazil hôm thứ Năm 18 tháng 5 đã chúi mũi đi xuống 10% ngay sau khi vừa mở cửa, coi như gần xóa sạch những gì kiếm được từ đầu năm tới giờ. Thị trường chứng khoán của Brazil đã phải tạm thời đóng cửa trong 30 phút. Thứ tư ngày 17 tháng 5, Douglas Ruslin, giám đốc quản trị của Neuberger Berman Ruslin Group, đã phát biểu tại hội nghị Seoul tại Las Vegas. Saudi Arabia và OPEC không còn có thể kiểm soát, khống chế giá cả của dầu thô. Cuộc cách mạng dầu Shell đã làm thay đổi rất nhiều việc. Sở dĩ như vậy là vì sự phát triển kỹ thuật khai thác dầu xeo tại Mỹ trong mấy năm gần đây. Ngân sách quốc gia của Saudi Arabia hiện đang bị thâm thủng và đang tìm cách thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào dầu. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.